Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với ngày livestream thứ 13 trong chuỗi 22 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để thu hút thịnh vượng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái ngày đó là Phương chia sẻ một cái tư duy để giúp cho các anh chị mình có thể cài đặt, giúp cho các anh chị thành công ha. Thì hôm qua chúng ta để cùng nhau đi qua cái cách mà các anh chị sẽ ứng dụng sức mạnh tiềm thức để mà mình có thể có được những cái mối quan hệ tuyệt vời rồi đúng không ạ? Có thể là với chồng mình nè, với vợ mình nè, hoặc là những người thân xung quanh của mình ha. Và ngày hôm nay Phương sẽ chia sẻ với các anh chị, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một cái tư duy, những cái tư duy để giúp cho các anh chị thành công ạ. Để mà mình có được cái kết quả mình muốn á, thì có một cái công thức của người thành công, đó là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, cảm xúc sẽ dẫn đến hành động, và từ cái hành động nó sẽ tạo ra cái kết quả. Cái gốc rễ thì nó hình thành hoa trái các anh chị ạ. Cho nên là để mà các anh chị có thể thay đổi được cái kết quả hiện tại của mình nè, thì mình phải đi về cái gốc rễ của mình, đó là những cái suy nghĩ của mình, những cái niềm tin của mình. Thì y chang giống như là anh chị mình có cái quả xoài đúng không? Để mà các anh chị có được cái quả xoài mình ăn thì có phải là mình phải trồng từ cái hạt giống là cái hạt xoài đúng không ạ? Và không thể nào mà mình lấy cái hạt mãng cầu mà mình trồng xong rồi nó ra trái xoài được đúng không các anh chị? Nếu mà mình trồng hạt mãng cầu thì nó chỉ ra trái mãng cầu thôi. Và có một số người thì họ trồng xoài nhưng mà họ lại bảo rằng là mấy chục năm nay kiểu mình ăn xoài nó cũng chán à, xoài ăn nó chua rồi riết nó cũng ngán, bây giờ họ muốn ăn trái khác. Vì thế là họ làm việc chăm chỉ hơn, cần mẫn hơn, họ chăm sóc cái cây xoài đó để mong rằng nó sẽ ra một cái quả khác cho họ. Thì Phương hỏi các anh chị nè, vẫn là cái hạt giống xoài đó, vẫn là cái hạt xoài đó, mà nếu mà mình chăm sóc chăm chỉ hơn, mình chăm sóc cẩn thận hơn, mình bón phân tưới nước đều đặn hơn, thì cái mùa sau á nó có ra trái khác không các anh chị, hay là nó vẫn ra trái xoài ạ? Nó vẫn ra trái xoài nhưng mà nó to hơn tí thôi đúng không ạ? Thì cũng y chang như cái công việc mình đang làm á các anh chị. Anh chị chăm chỉ làm việc hơn một chút thì cái mức thu nhập của mình nó cao hơn tí, chỉ vì vậy thôi. Vậy thì để mà các anh chị mình mong muốn có cái trái mãng cầu mình ăn thì buộc lòng mình phải sao, mình phải gieo cái hạt mãng cầu đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó cũng y chang như vậy ha. Anh chị mong muốn cái kết quả của mình, đó là cái kết quả về sự thịnh vượng nè, cái kết quả về cái sự thành công giàu có ha, cái quả thịnh vượng thì nó cũng giống y chang như vậy ha. Để mà có cái quả thịnh vượng thì mình còn phải gieo cái hạt giống thịnh vượng vào bên trong tâm trí của mình. Nếu mà mình vẫn giữ cái suy nghĩ cũ, những cái tư duy cũ, những cái niềm tin cũ, những cái cảm xúc cũ và những cái hành động cũ thì nó chỉ tạo ra cho mình cái kết quả cũ thôi. Bây giờ mình muốn thay đổi, mình muốn có cái quả thịnh vượng mình ăn thì mình cần phải gieo trồng cái hạt giống gì các anh chị ạ? Có phải là mình phải gieo cái hạt giống thịnh vượng đúng không? Mình gieo cái hạt giống thịnh vượng đúng không các anh chị? Giờ cái không có cái hạt giống thì mình sao mình gieo đây? Bây giờ mình muốn gieo lắm nè mà không có cái hạt giống để mình gieo. Thì ví dụ nha, ví dụ như mình thấy cái người mà người ta trồng mãng cầu ngon quá đúng không? Thế là mình cũng muốn trồng luôn. Chỉ là cái bây giờ mình không có hạt giống để mình gieo. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào đây? Đầu tiên có thể là các anh chị mình có mối quan hệ tốt với cái người mà có cái trái mãng cầu đó, có thể để mình xin đó, đó là cái đầu tiên đúng không? Còn bây giờ mình không có mối quan hệ tốt luôn thì làm sao? Thì anh chị phải đi ra ngoài mình mua. Có rất là nhiều người và có rất là nhiều chỗ họ bán cái hạt đó để mình mua về mình trồng đúng không ạ? Vậy thì có hai cách thôi ha. Một là có mối quan hệ tốt để mình xin, còn không có mối quan hệ tốt thì đơn giản là mình đi đi mua thôi. Và cái hạt giống thịnh vượng nó cũng như vậy ha. Mình có mối quan hệ tốt thì giống như là các anh chị hiểu như thế này ha, giống như là anh chị là cha là mẹ đi, các anh chị xây dựng cho mình một cuộc sống thịnh vượng đi, rồi sau đó các anh chị mình sẽ truyền lại cho con cái của mình để cái hạt giống
mà thịnh vượng đó mình truyền lại cho con cái của mình, đúng không ạ? Và con cái của mình nó không phải tốn tiền, nó không phải tốn cái gì để nó đi mua ha, nó không cũng không phải cần phải đi xin nữa, tại vì bố mẹ đã truyền lại cho con rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh chị mình không truyền lại cho con, mình không có cái hạt giống để mình truyền lại cho con sau này, thì nó phải đi tới cái bước đó là nó phải đi xin hoặc là nó phải tốn tiền ha. Cho nên bắt buộc là mình phải có cái hạt giống để mình gieo trồng, mình gieo trồng từ cái gốc rễ. Cho nên Phương hay nói với các anh chị là niềm tin á, thì nó không có đúng có sai, mình không có cái niềm tin nào sai hết nha. Quan trọng là cái niềm tin đó của mình á, nó tạo ra cho mình cái kết quả gì, và cái kết quả đó nó có đem lại lợi ích cho mình hay không. Nên thành ra Phương không bao giờ mà nói ai sai hết trơn ha, bởi vì Phương biết rằng cái niềm tin của họ như vậy thì tiềm thức của họ nó sẽ làm đủ mọi cách để biến cái niềm tin đó trở thành sự thật. Thành ra là mình không thể nào mà mình nói một người nào đó sai hết ha các anh chị. Từ đây về sau ha, các anh chị mình đừng có tranh cãi với ai hết nha, đừng có tranh cãi rằng là tôi đúng là còn bạn là như vậy là không có được, là chưa có đúng là sai rồi nha, đó kiểu vậy đừng nha. Niềm tin á, thì nó không có đúng có sai rồi ha, cho nên mình đừng có tranh cãi. Bởi vì cái thế giới quan á, cái những cái gì mà họ trải qua trong quá khứ á, nó kiến tạo nên cái niềm tin của cái người đó. Và cái niềm tin của họ như thế nào thì vũ trụ sẽ bẻ cong hết tất cả mọi thứ để biến cái thứ niềm tin đó của họ trở thành sự thật. Cho nên niềm tin của họ như thế nào á, thì họ sẽ tập trung để họ tìm kiếm những cái điều để chứng minh cái niềm tin đó là đúng. Mà anh chị biết rồi, khi mà mình tập trung cái gì á, thì cái đó mở rộng. Cho nên thành ra là mình không có bảo rằng là ai sai hay là ai đúng hết ha. Mình chỉ có cái niềm tin đó nó sẽ tạo ra cái kết quả gì thôi ha, được không các anh chị? Và những cái niềm tin cũ á, của mình á, thì nó sẽ chỉ tạo ra cái kết quả cũ thôi. Ngày hôm nay Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là mình cần phải bắt đầu mình cài lại cho mình những cái suy nghĩ, những cái tư duy, những cái niềm tin mới của người thành công. Đây là cái bước cực kỳ quan trọng luôn nha các anh chị. Tại vì cái phần tư duy của mình á, cái niềm tin của mình á, nó chiếm hết 80% cái sự thành công rồi. Và cái tư duy của mình nó phải bằng lại với lại cái cuộc đời của mình luôn. Cho nên thành ra là những cái gì mà các anh chị suy nghĩ nè, những cái niềm tin của mình nè, nó rất là quan trọng nha các anh chị nha. Vậy thì hôm nay Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái tư duy, và cái tư duy này sẽ giúp cho các anh chị tạo ra cái quả thịnh vượng cho mình. Và các anh chị ạ, bây giờ mình kiểm tra lại mình bản thân mình xem ha, mình xem là mình đã có những cái hạt giống này chưa nha. Vậy thì cái tư duy để giúp cho các anh chị mình tạo ra cái quả thịnh vượng đó là người, những cái người á, mà họ cái có cái quả thịnh vượng này, những cái người mà họ có cái cuộc sống thành công giàu có nè, thì họ luôn tin rằng tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Còn những cái người mà họ không có cái quả thịnh vượng nè, họ có cái quả ngược lại các anh chị, họ không có cái sự tự do về tài chính á, họ chưa có được thuận lợi á, thì về tài chính nè, thì những cái người này á, họ tin rằng cuộc sống toàn là những cái điều bất ngờ xảy đến với họ thôi. Người thành công tin rằng tôi tạo ra cuộc đời của tôi, còn người chưa thành công thì họ tin rằng những cái điều bất ngờ xảy đến với họ ha. Họ không có tin rằng là cái người cầm lái cuộc đời, mà họ nghĩ rằng á, họ không có tin là họ là người cầm lái cuộc đời ha, mà họ nghĩ rằng là những cái điều bên ngoài á, nó kiến tạo nên cuộc đời của họ. Cho nên là cuộc đời của họ không thành công, có thể là họ sẽ đổ thừa là do sếp nè, họ sẽ đổ thừa là không thành công là do cái người này người kia người nọ, rồi cái lọ cái chai tùm lum hết ha. Và đây là dấu hiệu của những cái người mà họ đang có cái quả nó không có thịnh vượng lắm ha. Đó là dấu hiệu thứ nhất, anh chị có thể ghi lại những cái dấu hiệu mà cho thấy là những cái người mà họ đang không có cái quả thịnh vượng nè, để xem các anh chị mình có không nha. Dấu hiệu thứ nhất đó là đổ lỗi. Những cái người này họ là chuyên gia trong cái trò chơi đổ lỗi luôn, kiểu coi như là những cái gì mà xung quanh có thể đổ lỗi được là họ đổ lỗi hết ngoại trừ chính bản thân họ thôi. Ví dụ
Ví dụ những cái câu đổ lỗi mà những cái người không thành công họ hay nói nè, đó là do thời tiết, rồi do ông trời, rồi do số mệnh không có được may mắn ha, rồi do không có được hên nè, hay là do chồng, do con, do vợ, đủ thứ ấy, rồi do cha mẹ rồi các thứ ha, do hoàn cảnh này kia rồi đó đó. Rồi họ nói là tôi không có tiền là do con của tôi, à tại vì tôi không có thời gian, nó chiếm hết thời gian của tôi rồi, nên tôi phải dành thời gian để chăm sóc con cái rồi gia đình, cho nên thành ra là tôi không có thời gian. À, mình nghe cái này mình nghe thương đúng không các chị? Nhưng cũng thương ghê á. Nhưng mà các anh chị biết rằng là cái quyền năng lớn nhất của con người á, là quyền được lựa chọn và ra quyết định. Cái thời khắc mà mình ra quyết định á, là cái số mệnh được hình thành. Nên khi nào mà mình còn lý do để mình chứng minh rằng là mình không thành công thì cái điều đó nó sẽ trở thành sự thật. Hoặc là những cái người mà không thành công họ sẽ đổ lỗi cho nền kinh tế nè, họ đổ lỗi cho chính phủ nè, họ đổ lỗi cho thị trường chứng khoán nè, họ đổ lỗi cho môi giới, rồi đổ lỗi cho chủ, cho người đi làm thuê, cho quản lý, cho trưởng phòng, cho những cái người mà đứng bên cạnh họ, rồi những cái người đứng trên mạng lưới của họ, rồi những người đứng dưới mạng lưới của họ. Nói chung là họ đổ lỗi hết tất cả, những cái gì mà họ đổ lỗi được thì họ cứ đổ hết các anh chị. Và hồi xưa khi mà Phương lúc mới vào câu lạc bộ mình học được cái này á, khúc này cái Phương thấy ồ sao mà quen dữ ta, à, kiểu cũng giống mình, giống giống mình nữa các anh chị. Hồi xưa trước khi bước bước vào câu lạc bộ là Phương có những cái niềm tin này luôn á. Nói chung là mình toàn đổ lỗi thôi, mình dính hết những cái này các anh chị ạ. À, cái gì cũng có luôn, cho nên khi mà nghe xong nó ủa sao thấy sao quen dữ ta đó. Nói chung là trước khi vào câu lạc bộ là Phương không có cái hạt giống nào mà của sự thịnh vượng luôn á, mình toàn đổ lỗi rồi ha. Mình đổ lỗi cho sếp, mình đổ lỗi cho bạn bè người thân, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đồ tùm lum tà la rồi sao mà không, cuộc đời không có công bằng với mình đó đó, kiểu vậy, hay là sếp rồi không có công bằng với mình. Nhưng mà từ khi mà Phương vào môi trường câu lạc bộ là mình biết được á cái nguyên nhân, à sau đó mình chuyển sang biết ơn, lòng biết ơn hết các anh chị ạ. Khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái dấu hiệu mà nó quen quen á, thì các anh chị phải biết rằng những dấu hiệu mà Phương nói ở trên đó ha, thì các anh chị phải biết rằng là nhờ được nhờ à, biết được là nhờ những cái suy nghĩ, những cái niềm tin này á, thì thành ra là mình mới có cái cuộc sống nó chưa có tự do về tài chính ha. Mình biết được cái nguyên nhân nó đến từ đâu cho cái cuộc sống hiện tại về tài chính của mình nha các anh chị nha. Nếu mà các anh chị nào hiện tại mình đang có cái dấu hiệu này á, thì anh chị phải bắt đầu mình nhanh chóng mình nhận ra để mình thay đổi lại ngay nha. Tại vì xưa giờ mình không biết đúng không? Không có ai chia sẻ cho mình biết nè, rồi không có ai nói cho mình biết, cho nên thành ra là mình không có biết để mà mình thay đổi. Bây giờ các anh chị mà xem cái livestream này của Phương rồi á, thì các anh chị đã biết rồi, thì mình hãy bắt đầu thay đổi lại đi ạ. Cái anh chị phải cài đặt cho mình những cái tư duy, những cái niềm tin, những cái suy nghĩ của người thành công thì các anh chị mới thành công được. Nhớ nha, tư duy niềm tin nó chiếm 80% cái thành công của một của chúng ta đó. Tại vì chúng ta có một cái quyền năng lớn nhất ha, chỉ có con người chúng ta có cái quyền năng này thôi các anh chị. Đó là quyền được lựa chọn và ra quyết định. Cái thời khắc mà các anh chị đưa ra quyết định á là số mệnh được hình thành ha. Cho nên là anh chị hãy làm chủ lại cái cuộc đời của mình đi ạ. À, hãy giành quyền làm chủ lại cuộc đời của mình ha. Và tiềm thức á, khi mà các anh chị em mình ra quyết định là tiềm thức vũ trụ sẽ kết hợp lại để biến mọi cái điều mà các anh chị mong muốn trở thành sự thật. Các anh chị đưa ra cái quyết định gì đó thì nó cũng đúng hết nha. Tại vì nó đúng với các anh chị mà. Vậy thì tại sao á, mình không lựa chọn những cái quyết định mà nó mang những cho mình những cái lợi lạc, à, nó mang cho mình những cái thành công đúng không ạ? À, thay vì á, mình lấy lý do để mà mình không có thành công thì tại sao mình không nói rằng là dù như thế nào tôi vẫn thành công ha. Anh chị phải nói mình muốn thành công thì anh chị phải nói cho mình là tôi là người thành công, hay là dù như thế nào tôi vẫn thành công. Phải có một cái câu nói, một cái sự lựa chọn đó thôi, được không các anh chị? Được đúng không? Đây là mình đưa ra cái sự lựa chọn nó khôn ngoan hơn một chút. À, cho nên đừng có để bất kỳ cái lý do nào á, mà nó cản trở đến cái sự thành công của mình.
Nên thành ra là cứ nghĩ, có cái gì nghĩ ở bên trong đầu của mình đó các anh chị, mà mình đều có thể làm được hết nha. Tất cả những cái suy nghĩ bên trong tâm trí của mình á, mình đều có thể làm được hết. Và tiềm thức của mình á, nó không có phân biệt đâu là điều tích cực và cũng không phân biệt đâu là điều không tích cực. Tiềm thức của mình nó chỉ biết rằng là à, các anh chị đưa ra cái quyết định gì thì nó sẽ biến cái điều đó trở thành sự thật thôi. Vậy thì tại sao á, mình không đưa ra những cái quyết định mà nó mang lại cái lợi lạc cho mình, đúng không ạ? Dù như thế nào, dù ra sao, bất chấp thị trường kinh tế các thứ như thế nào thì tôi vẫn thành công đó. Anh chị phải cho mình một cái niềm tin như vậy thì nó cũng hay hơn là khi mà mình bảo rằng là ôi giời ơi, thị trường kinh tế năm nay nó làm sao nên tôi không có thành công nè đó ha. Và có bao nhiêu trong số các anh chị mình đồng ý với Phương cái điều này thì comment tôi với Phương ạ. Nha, thay vì mình nói rằng là do con của tôi cho nên tôi không có thành công, vậy thì tại sao mình không nói cái điều mình mong muốn này, nhờ con của tôi cho tôi một cái nguồn động lực và bất kể như thế nào thì tôi vẫn thành công. Và đây là những cái niềm tin nha các anh chị nha, đây là những cái câu nói mà tạo cái niềm tin cho mình đó. Niềm tin thì nó không có đúng có sai, quan trọng là nó tạo ra lợi ích gì thôi. Khi mà mình đã tin rằng là vì con cái của mình không thành công thì cái niềm tin đó nó đâu có hỗ trợ gì cho mình đâu, đúng không các anh chị? Khi các anh chị có cái niềm tin đó thì cái cuộc sống của anh chị nó đâu có tốt lên được đâu, và cái kết quả của nó mang tới nó cũng đâu phải là cái kết quả tốt đâu, đúng không ạ? Và khi mà mình tin rằng là con cái của mình là nguồn động lực để giúp cho mình thành công á, thì dù như thế nào mình cũng thành công á, thì chính cái niềm tin này có phải là nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình tốt hơn không, có phải là nó sẽ hay hơn không các anh chị? Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với Phương điều này comment tôi với Phương ạ. Khi mà các anh chị học về cái quy luật của vũ trụ á, những cái quy luật của vũ trụ nha, thì các anh chị thấy rằng tất cả mọi thứ nó đến với cuộc đời của mình á, tất cả những con người mình gặp trên cuộc đời này, tất cả những cái sự kiện á mà mình gặp trên cái cuộc đời này, nó không phải là ngẫu nhiên, nó cũng không phải là may mắn luôn, và cũng không phải là hên xui luôn các anh chị ạ. Mà tất cả nó do chính những cái suy nghĩ của mình, những cái niềm tin của mình, những cái cảm xúc bên trong tâm trí của mình nè, nó thu hút đến những cái điều đó đến. Có nghĩa là bên trong đầu của các anh chị mình nuôi dưỡng cái điều gì á, bên trong tâm của các anh chị mình nuôi dưỡng cái điều gì thì các anh chị sẽ thu hút tất những cái điều đó nó đến. Và nó sẽ chuyển hóa thành những cái sự kiện và những cái con người đến với cuộc đời của mình ha. Cho nên nếu mà mình gặp những cái điều mà nó không có tích cực á, nó không tích cực lắm nè, thì các anh chị mình phải biết rằng cái gốc rễ nó đến từ cái tâm của mình thu hút về ha, chính những cái suy nghĩ của mình thu hút về, đến từ những cái niềm tin của mình thu hút về. Cho nên dù mình có đổ lỗi á thì nó cũng chả có ích gì các anh chị ạ. Nó cũng chả có giúp cho những cái mối quan hệ xung quanh của mình nó tốt hơn ha, mà nó lại càng không có tích cực nữa, là nó cũng chả có lợi ích gì luôn. Rồi mình tưởng đâu rồi sao, mình đổ lỗi coi như là có kết quả, nhưng mà ai gì đâu đổ lỗi xong không thấy kết quả luôn ha các anh chị. Và khi mà mình đổ lỗi ha các anh chị thì mình không có học được cái bài học gì luôn. Trời ơi, Phương thấy nó uổng lắm luôn á. Cho nên nếu mà các anh chị mình chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình á, thì các anh chị mình phải biết rằng là cái chuyện này nó đến nè, là do cái tâm trí của mình thu hút về. Thì ngay lập tức anh chị phải quay ngược lại về bên trong của mình á, anh chị kiểm tra lại xem, anh chị kiểm tra xem mình có những cái niềm tin gì nè, mình đang có những cái niềm tin gì, mà rồi mình có những cái tư duy gì, rồi mấy ngày hôm nay á các anh chị mình suy nghĩ những cái điều gì để mà mình thu hút cái điều này nó đến. Và cái việc của mình đó chính là mình phải thay đổi lại chính mình thôi, thay đổi lại cái suy nghĩ của mình, cái niềm tin của mình và những cái hành động của mình. Anh chị ạ, mình chuyển thành mình biết ơn đi, biết ơn là chuyển nghiệp liền các anh chị ạ, biết ơn nó chuyển nghiệp nhanh lắm luôn á nha, cái này hay lắm á. Thay vì mình đổ lỗi đúng không, thì có nghĩa là mình đang không biết ơn, là mình đang chưa có đủ lòng biết ơn á các anh chị. Đổ lỗi là dấu hiệu của không có biết ơn nha các anh chị nha, mình nhớ câu này nha. Thì sau đó cái mình phải chuyển sang mình chịu trách nhiệm 100%, mình hiểu được rằng là tiềm thức của vũ trụ mang đến những cái điều đó là do đáp ứng cho những cái suy nghĩ của mình, những cái niềm tin của mình. Cho nên thành ra là mình phải biết ơn tiềm thức của mình, biết ơn vũ trụ, biết ơn những cái con người xung quanh á, đến là họ đến á để họ thực hiện cái mong muốn cho mình của mình
Cho dù là cái mong muốn đó tốt đẹp hay là không tốt đẹp thì cũng đều do bản thân mình thu hút họ. Cho nên các anh chị hãy biết ơn họ đi. Nếu mà các anh chị tự nhiên mình không có ra quyết định đúng không? Kiểu như anh chị hiểu như thầy, tự nhiên mình ngồi của mình không biết mình ra cái quyết định gì mà sao thu hút những cái người đó, họ đó là đến tự nhiên cái họ cộng cộng nghiệp chung với mình luôn. À, anh chị á, mình không biết mình ra quyết định sao mà để họ cộng, những cái người đó đến là họ cộng nghiệp với mình, họ làm những cái điều nó không có tốt á, thì những cái người đó họ cũng đâu có tốt, đâu có tích cực gì đâu các anh chị. Chẳng hạn như cái người thân, một cái người thân nào đó của mình đi ha, mà cái tính của họ nó không có được mát đi, họ nói ra những cái lời nó không có tích cực đi, thì theo các anh chị nè, cái người không khỏe đầu tiên là ai ạ? À, có phải là những cái người xung quanh mình không các anh chị? Những cái người xung quanh mình chứ ai. Cho nên thành ra là mình thấy là đáng thương hơn là đáng trách ha. Khi mà mình thấu hiểu được cái điều này á, thì mình sẽ chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình, và nó không đến từ bên ngoài cuộc đời của mình đâu ạ, mà nó đến từ bên trong của mình. Nên phải chịu trách nhiệm và học được những cái bài học từ cái sự việc, sự kiện, những cái con người đó ha, để mình thay đổi lại cái suy nghĩ, những cái tư duy, những cái cảm xúc, những cái niềm tin của mình. Phương ví dụ nè, ví dụ như hồi trước khi bước đến câu lạc bộ nè, thì khi mà có một người thân nè của Phương không có được vui á, là mình cái mình sao mình cũng tới nơi tới chốn với họ luôn các anh chị ạ. À, lúc trước đó mình chưa có biết làm chủ cái cuộc đời của mình á, mình chưa làm chủ được cái cảm xúc của mình, chưa làm chủ được suy nghĩ của mình, chưa cảm làm chủ được lời nói của mình á. Cho nên là một người nào đó mà họ nói cái gì đó không tích cực với Phương là Phương chơi luôn tới với họ luôn, tôi nói toàn là những điều không tích cực, nói đủ những điều không tích cực luôn, rồi đổ lỗi rồi này kia rồi than phiền oán trách các thứ nhiều lắm anh chị ạ. Nhưng mà bây giờ từ khi tham gia vào câu lạc bộ á, thì Phương biết được rằng chỉ cần dạo này mình thấy được là mình chưa rèn luyện cái lòng biết ơn đủ á, thì là mình thấy được cái dấu hiệu nó là mình thu hút những cái điều không tích cực tới, là ngay lập tức Phương phải xoay ngược lại vào bên trong của mình. À, mình rèn luyện lại cái lòng biết ơn của mình nhiều hơn liền, để mình chuyển hóa liền, và mình kiểm tra lại. Phương sẽ ngồi, Phương sẽ kiểm tra lại xem là à, vừa qua thông qua nắm giác quan của mình đã nhìn thấy cái gì, mình đã nghe cái gì, mình đã cảm nhận cái gì, rồi ngay lập tức Phương chuyển đổi lại. Phương sẽ cho năm giác quan của mình được ăn những cái thực phẩm tốt đẹp và rèn luyện lại lòng biết ơn các anh chị ạ. Cho nên Phương nói với các anh chị nghe nè, những cái thứ mà bên ngoài cuộc sống của mình á, nó chỉ đang phản chiếu lên những cái suy nghĩ, những cái bên trong của mình thôi. Cho nên thành ra là tại sao mà mình cần phải sống tỉnh thức để các anh chị mình nhìn cái bên ngoài và mình biết rằng à, cái bên trong tâm của mình dạo này nó như thế nào, để mà mình thay đổi lại cái sự tập trung của mình. À, các anh chị nhớ nha, anh chị phải có được cái sự tỉnh thức nha, để mình quan sát mình biết được. Cho nên anh chị nào ở đây á, mà mấy hôm nay sao mình thấy không biết làm sao mà mình làm cái gì nó cũng không có được thuận lợi, và bên trong tâm trạng của mình á, cũng không có được vui, không có được hạnh phúc luôn. À, rồi những người xung quanh của mình á, cũng hay là những cái mối quan hệ xung quanh của mình kiểu nó cũng không được hòa hợp cho lắm nè, rồi cái công việc của mình nó cũng không được trôi chảy nữa, là các anh chị phải, anh chị mà nghe cái kiến thức của Phương chia sẻ là các anh chị phải biết ha, phải biết được là có thể là trong những cái ngày vừa qua đó, thông qua năm giác quan của các anh chị ạ, mình đã nuôi dưỡng, mình đã cho năm giác quan của mình ăn những cái thực phẩm nó chưa có được tốt đẹp cho lắm, nó không có được tích cực cho lắm ha. Năm giác quan đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý á các anh chị, là anh chị mình cho nuôi dưỡng nó chưa có được tích cực cho lắm. Và thế là và còn có thể là mấy ngày nay các anh chị cùng mình cũng chưa có rèn luyện lòng biết ơn nữa, nhiều khi anh chị không có rèn luyện lòng biết ơn á, thì những cái điều đó nó sẽ đến. Bây giờ các anh chị phải biết là mình phải xoay chuyển cái điều đó, là mình xoay chuyển lại vào bên trong của mình để mình thay đổi ha. Cái việc xoay chuyển nó cực kỳ đơn giản luôn các anh chị, cái này gọi là chuyển hóa cuộc đời luôn ha. Đó là thông qua năm giác quan của mình, các anh chị á, mình phải nuôi dưỡng cho năm giác quan của mình ăn những thực phẩm tốt đẹp thôi. Đó là cái cách để anh chị xoay chuyển ha. Mình cho năm giác quan của mình nhìn thấy những cái gì tốt đẹp, nghe những cái gì tốt đẹp đó, cảm nhận những cái gì tốt đẹp đó, phải cho những nó ăn những cái thực phẩm tốt đẹp.
rồi những cái gì mà liên quan, những cái tốt đẹp đó là có những cái liên quan tới hạnh phúc này, những cái liên quan tới vui vẻ, tích cực, yêu thương, biết ơn đồ á. Còn những cái gì mà không tích cực á thì mình đừng có xem nữa ha, mình đừng có coi nữa, mình đừng có nghe nữa nha. Nói chung mình đừng có tập trung vào những cái không có tích cực nữa. Chẳng hạn với Phương ví dụ này, những cái không tích cực đó nè, có thể là anh chị đọc một bài báo mà nó có những cái thông tin đó chưa được tích cực nè, kiểu mấy cái drama đồ đó ha, hay là những cái tai nạn, hay là những cái gì bài báo viết về những cái thông tin như là trộm cướp này kia rồi đó đó đó, những cái đó nó không có tích cực đâu các anh chị. Hay là mình hóng những cái câu chuyện drama rồi ha. Rồi ngoài ra có thể là các anh chị mình xem những cái bộ phim này bạo lực rồi rồi nó không có được tích cực này, hay là những cái bộ phim ngôn tình mà nó kiểu nó drama quá đó, thì các anh chị mình nên giảm bớt hoặc là mình bỏ luôn cái thói quen đó đi nha các anh chị nha. Hay có thể là các anh chị nghe những cái bản nhạc nó chưa được tích cực nữa đó, mình cũng nên có thể là mình giảm hoặc là mình bỏ luôn đi thì nó sẽ tốt. Về các anh chị mình phải nuôi dưỡng năm giác quan của mình, có thể là mình nuôi dưỡng bằng cách là mình vào nhóm học tập của Phương rồi để mình cùng vào Zoom học tập, cùng câu lạc bộ đọc sách của những người thành công để mình nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Hay hoặc là các anh chị mình có thể đọc những cái cuốn sách của người thành công ha, và ví dụ như những cái cuốn sách mà nó nuôi dưỡng cái tâm trí của mình á, chứ đừng có đọc những cái cuốn sách mà nó không tích cực nha, đừng có đọc về những cái câu chuyện ngôn tình các anh chị ạ. Những cái thứ đó nó cũng không có giúp ích gì cho mình đâu. Thì hay nếu mà anh chị dành thời gian đọc những cái câu chuyện, những cái cuốn sách đó, những cái cuốn sách mà không tích cực, những câu cuốn sách ngôn tình, những câu chuyện ngôn tình đồ á, thì anh chị bỏ thời gian mình vào nhóm học tập cùng Phương để mình đọc những cái cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn nè, hay là mình chơi với những người bạn tích cực nè. Cái này quan trọng nha, quan trọng lắm nha các anh chị nha. Khi mà các anh chị mình nói chuyện với ai đủ nhiều á thì mình sẽ trở thành người đó luôn á. Cho nên là anh chị phải cho phép mình chơi với những người tích cực để mình cũng sẽ trở thành người tích cực. Nhớ nha, khi mà các anh chị chơi với ai đủ nhiều á thì mình cũng sẽ trở thành người đó luôn. Cho nên thành ra là bạn bè xung quanh của mình á, anh chị á, làm sao mình phải kết với những các bạn, với những người bạn á, để khi mà mở mắt ra mình thấy những điều tốt đẹp, bạn mình nói hay là mình nói cũng toàn là những điều tốt đẹp thôi, và mình cảm nhận cái cuộc sống của này, cuộc sống này cũng tốt đẹp nè, rồi mình dùng mũi của mình để mình ngửi những cái mùi hương nó tốt đẹp nè, mình cái miệng của mình cũng phải được nếm những cái thứ tốt đẹp ha. Mình nói ra những cái ngôn từ gọi là ái ngữ á. Ái ngữ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nói những cái điều tốt đẹp, mình nói những cái điều thiện lành đó các anh chị. Và thêm một thứ nữa đó là các anh chị phải rèn luyện lòng biết ơn, thì cái cuộc đời của mình sẽ xoay chuyển ngay lập tức luôn. Các anh chị mình thử đi nha, các anh chị sẽ thấy xoay chuyển 360 độ luôn á. Vậy thì luyện lòng biết ơn thì làm thế nào để rèn luyện đây? Anh chị có thể tham gia vào câu lạc bộ cùng Phương ha, để mình tham gia những cái buổi Zoom buổi sáng á, có cái chương trình những buổi sáng để mình rèn luyện lòng biết ơn. Hoặc là anh chị có thể mình rèn luyện theo cái chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn của Phương, để anh chị có thể chuyển hóa ha, chuyển hóa xoay chuyển cuộc đời ngay lập tức nha các anh chị. Và thực là hành lòng biết ơn kèm theo nuôi dưỡng năm giác quan của mình bằng những cái điều tốt đẹp tích cực. Nhớ nha các anh chị nha, lòng biết ơn, về mình phải cho năm giác quan của mình ăn những thực phẩm tốt để tích cực. Và anh chị nào mình còn cái chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì có thể nhắn tin cho Phương để Phương tặng cho các anh chị ha. Và các anh chị nào á mà mình thấy cuộc đời của mình á mà nó đang chưa có được lưu thông lắm á, thì hãy làm theo những cái bước Phương chia sẻ ha, thì các anh chị sẽ cho xoay chuyển được luôn, xoay chuyển ngay lập tức hiện tại nè. Các anh chị hãy lưu ý nha, lưu ý cái chỗ này nè. Và cái mà Phương chia sẻ, cái cách hồi nãy á Phương chia sẻ á, thì nó chỉ giúp cho các anh chị chuyển hóa cái tình thế ngay lập tức trong cái cuộc sống hiện tại thôi, thời điểm hiện tại nha. Còn về dài hạn á thì các anh chị mình phải hiểu rằng cái gốc rễ từ những cái sự việc đó nó đến từ đâu. Bây giờ mình xoay chuyển xong rồi đúng không, nhưng mà về sau mình vẫn giữ những cái suy nghĩ cũ, những cái niềm tin cũ và những cái hành động cũ á,
thì cái chuyện đó nó lại tiếp tục, nó trở lại, nó xảy ra. Rồi không lẽ chẳng lẽ mình cứ sao cuộc đời mà mình cứ lúc vui lúc không vui hoài đúng không? Rồi kiểu lúc mình xoay chuyển thì mình vui, lúc không xoay chuyển thì không vui, không lẽ xoay chuyển hoài sao? Vậy thì làm sao để mà mình triệt tiêu luôn những cái đó? Có nghĩa là từ đây về sau mình biết cách mình thu hút những cái điều tốt đẹp, tích cực và may mắn đến với cuộc đời của mình. Vậy thì cái gốc rễ nó đến từ cái việc đó là mình phải thay đổi cái bên trong của mình. Khi mà các anh chị thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình, cái niềm tin bên trong của mình á, và cái cảm xúc của bên mình luôn, thì và những cái hành động của mình nữa, thì nó sẽ triệt tiêu luôn những cái không tích cực đến với mình ha. Nghĩa là từ đây về sau các anh chị á, mình sẽ biết cách thu hút những điều tốt đẹp tích cực đến với cuộc đời của mình. Vì cái kết quả nó đến từ cái niềm tin gốc rễ, cho nên mình phải thay đổi cái gốc rễ ha. Anh chị nhớ hồi nãy đầu tiên Phương chia sẻ không, gốc rễ tạo nên hoa trái mà, cho nên cái kết quả là cái trái đúng không? Thì bây giờ anh chị muốn có cái trái, thay đổi cái trái thì anh chị phải thay đổi từ cái gốc rễ ha. Đó chính là những cái niềm tin, những cái suy nghĩ, những cái tư duy của mình. Còn cái cách mà Phương chia sẻ là về lòng biết ơn á, và mình cho năm giác quan của mình nuôi dưỡng bằng những cái thực phẩm tốt đẹp á, thì cái đó nó chỉ giúp cho các anh chị mình chuyển hóa ngay lập tức ở cái thời điểm hiện tại thôi. Nhưng mà để đảm bảo về cái tương lai lâu dài á, nó không xảy ra những cái chuyện đó nữa á, thì các anh chị mình phải cài đặt cho mình những cái niềm tin tư duy, suy nghĩ, và rèn luyện cho mình cái cảm xúc và cái thói quen của người thành công nha. Khi mà các anh chị sống trong cái cuộc sống này á, thì các anh chị phải hiểu được những cái quy luật của cuộc sống, quy luật của vũ trụ, để mà mình sống theo đúng cái quy luật, thì các anh chị sẽ có được mọi lợi lạc trong cuộc sống. Giờ Phương hỏi các anh chị nè, bây giờ anh chị tham gia giao thông đi, mà mình phải, có phải là mình cần phải hiểu luật giao thông thì mình mới an toàn đúng không ạ? Ừ, chứ giờ mình không hiểu luật giao thông thì mình đâu có an toàn đâu đúng không? Và trong cuộc sống này cũng vậy các anh chị. Những anh chị nào mà ở đây á, mà mình thấy là mình đang hay thu hút những cái điều không tích cực đến cuộc đời của mình á, về có thể về tài chính nè, về sức khỏe, về mối quan hệ nè, thì có thể là các anh chị mình đang chưa có hiểu những cái quy luật của cuộc sống, những cái quy luật của vũ trụ ha, khi mà anh chị đang sống trong cuộc sống này. Luật giao thông mình hiểu thì mình an toàn đúng không? Còn luật vũ trụ á, mình cũng phải hiểu ha, để mà mình sống mình có được cái sự lợi lạc trong cái cuộc sống của mình. Nên các anh chị mình phải tìm hiểu những cái quy luật của cuộc sống để chúng ta có một cuộc sống như mình mong muốn ha các anh chị. Thì các anh chị mà sống thuận theo những quy luật của vũ trụ thôi á, thì Phương nói với các anh chị nè, các anh chị mình sẽ có được mọi lợi lạc trong cuộc sống luôn. Và cài đặt niềm tin thì mình còn phải rèn luyện, không phải là một ngày một bữa là mình có đâu nha các anh chị nha, mà các anh chị còn phải rèn luyện, kiên trì, kiên nhẫn, mình lặp đi lặp lại ha. Anh chị nói cho mình những cái niềm tin mà hồi nãy Phương đã nói á, các anh chị có thể ghi lại ha, để mình nói mỗi ngày với chính mình lặp đi lặp lại để tiềm thức của các anh chị nó tin, thì lúc đó đó mới chính là cái niềm tin của mình. Cho nên nhiều khi các anh chị nghe những cái gì mà Phương chia sẻ trên cái live này á, thì nó chỉ là lý thuyết thôi các anh chị. Mình nghe á, thì nó chưa có phải là cái niềm tin 100% của mình. À, khi mà các anh chị ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình nè, thì mình mới có được cái niềm tin 100% được, và các anh chị mới ứng dụng thành công được ha. Ok, bây giờ, vừa nãy chúng ta đã nói đến những cái dấu hiệu nạn nhân số 1 đó là đổ lỗi đúng không ạ? Vậy thì từ đây về sau á, mình còn đổ lỗi nữa không các anh chị ơi? À, hay là mình chỉ chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình ạ? À, các anh chị có thể comment tôi chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của tôi được không ạ? Và có một cái dấu hiệu tiếp theo của những cái người họ có cái quẻ nó không có thịnh vượng về tài chính, đó là dấu hiệu hay bạo biện. Ví dụ bạo biện là như thế này các anh chị, họ nói rằng là với tôi tiền không có quan trọng, quan trọng là tình yêu và gia đình là quan trọng nhất, tiền không có quan trọng đâu đó. Họ kiểu nó nói kiểu vậy ha, có những cái niềm tin đó, tiền bạc không quan trọng, cho nên vì thế họ nghèo túng đó nha các anh chị. Tiền không quan trọng thì mình sẽ không bao giờ có tiền đâu nha các anh chị nha. Tất cả những ai mà bảo rằng là tiền không quan trọng
thì cuộc sống của họ không có được dư dả về tài chính đâu ạ, mà họ đang chật vật về tài chính nhiều hơn. Bây giờ Phương hỏi các anh chị nè, chẳng hạn như nếu như mà chồng mình hay là vợ mình đi ha, hay là bạn trai bạn gái của mình gì đó, hay là đối tác của mình, bạn bè của mình gì đó, và bảo với các anh chị rằng à, mà các anh chị bảo rằng á, những cái người đó á, họ không quan trọng với mình, thì theo các anh chị những cái người đó họ có ở bên cạnh các anh chị lâu dài không? Nếu mà bạn của mình đúng không, mà mỗi khi mình gặp á, à mà người đó họ không có thích gặp mình nè, rồi người bạn của mình nói với các anh chị rằng là à anh chị không có quan trọng đối với họ, và mỗi lần họ gặp mình á, là họ không có vui, họ không có thoải mái, họ không có hạnh phúc, thì các anh chị mình có muốn chơi với cái người đó không? Các anh chị có muốn ở bên cạnh cái người đó không ạ? À? À không đúng không các anh chị? Và tiền bạc nó cũng như vậy thôi ạ. À. Nếu mà mình bảo rằng tiền không quan trọng á, thì tiền nó không có ở bên cạnh mình nha. Và Phương dặn các anh chị nè, cũng đừng có bao giờ nói với chồng mình hay là vợ mình là họ là con người không quan trọng với mình nha. Phương dặn chút xíu liên quan đến mối quan hệ tí ha. Các anh chị nào mà mình có gia đình rồi á, thì các anh chị lưu ý nha, tuyệt đối không bao giờ được nói rằng là chồng của tôi hay vợ của tôi không quan trọng, hay là anh chị đang có niềm tin là à, chồng tôi vợ tôi không quan trọng, chỉ có con tôi là quan trọng thôi đó. Đừng có, đừng nha, hãy loại bỏ cái niềm tin này đi ạ. À, hãy loại bỏ những cái câu nói này đi ạ. À, khi các anh chị nói cái điều này á, là về dài hạn vũ trụ sẽ lấy lại nha. Tại vì các anh chị không có biết ơn á, có thể là nhiều lúc mình nói là kiểu như mình vui, mình nói cho vui thôi, chứ mình không, mình cũng thương chồng mình cũng thương vợ mình lắm, nhưng mà về anh chị nói là mình nói cho vui thôi chứ nói giỡn gì thôi à, thì cũng không có được nha. Tuyệt đối nó không có nói giỡn nha, nói chơi cũng không, nói giỡn cũng không. Tại vì các anh chị biết làm sao không? Vì tiềm thức của mình á, nó không có hiểu đâu là chơi đâu là giỡn đâu các anh chị ạ. À, tiềm thức nó chỉ biết rằng là các anh chị ra quyết định sao thì nó sẽ đáp ứng cho các anh chị như vậy, đúng y chang như vậy. Cho nên thành ra là mình không có nói giỡn, mình cũng không có nói chơi rằng là chồng hay là con mình, là chồng mình không quan trọng, vợ mình không quan trọng ha, mà chồng hay con hay vợ đều quan trọng cả. Giống như là cái tay trái và cái tay phải của các anh chị thì cái nào quan trọng hơn à? Có phải là cả hai đúng không? Hay là cái tay với cái chân nè, thì cái nào quan trọng hơn? Cũng có phải là cả hai không? Vậy thì tiền bạc cũng vậy các anh chị, mình không thể nào mình bảo rằng là tiền không quan trọng, gia đình quan trọng hơn. Vậy thì cái tay cái chân cái nào quan trọng hơn? Cả hai đều quan trọng. Cho nên là nếu mà mình bạo biện rằng là à, tại tiền không có quan trọng, rồi tiền đối với tôi không quan trọng, mà gia đình của tôi quan trọng hơn đó, kiểu này anh chị mà nói vậy là không bao giờ anh chị có nhiều tiền hơn đâu nha. Hồi xưa Phương cũng hay nói vậy, rồi mình còn nói là tiền dơ các thứ nữa chứ các anh chị, trời ơi kinh khủng khiếp. Lúc đó mình đâu có biết đâu, mình thấy mình nghe ông bà nói là à, tiền dơ không con à đó, bắt đầu mình cũng bắt cũng tin theo. Xong rồi ta nói cái cuộc sống của Phương lúc đó không hề dư dả về tài chính luôn. Cho nên nếu mà anh chị nào ở đây mình có cái niềm tin này thì mình phải thay đổi liền nha. Tiền nó quan trọng lắm các anh chị ạ. À, cuộc sống của mình nó, trời ơi, tiền nó mang lại cho mình rất là nhiều thứ, đa số trong cuộc sống của mình luôn á. Cho nên mình phải biết ơn tiền, nhờ cái tiền bạc mà mình, con cái của mình hay là bạn bè mình à, hay là những người thân trong gia đình mình có thức ăn để ăn, có đồ để mặc, rồi có nước để uống, rồi có nhà để ở, rồi có, ha, có nhiều thứ lắm. Tiền nó mang lại cho mình rất là nhiều thứ. Và cái cuộc sống nó mang lại cho mình một cái cuộc sống tuyệt vời hiện nay nữa. Tiền giúp cho mình có được nhiều sự lựa chọn ha, rồi để cuộc sống nó dễ dàng hơn. Cho nên anh chị hãy có cái niềm tin cho mình là như thế này: tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền khiến cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn. Tiền quan trọng lắm lắm nha các anh chị, mình phải trân trọng tất cả những cái đồng tiền mà mình có thì tiền nó mới ở bên cạnh của mình được. Còn giờ mình không có trân trọng á, thì tiền của mình nó cũng không có ở bên cạnh mình đâu. Cho nên là bất kỳ ai nói rằng là tiền bạc không quan trọng á, thì đều, những người đó đều không có tiền. Người giàu có và thành công á, thì họ luôn hiểu được cái tầm quan trọng của tiền bạc các anh chị. Nên là ai đó mà nói vài câu á, thôi á, là Phương nghe Phương biết được rằng à, tình hình tài chính của họ như thế nào.
Chỉ cần những ai đó nói rằng là em ơi, tiền bạc không có quan trọng với chị đâu, thì Phương đảm bảo cái người đó đang túng quẫn về tài chính. Chỉ cần họ nói một câu thôi là mình biết được là người đó như thế nào. Chỉ cần họ cất lên cái câu là tiền bạc không quan trọng là các anh chị mình phải biết được người đó là họ đang túng quẫn về tài chính đó. Vì sao ạ? Vì họ coi tiền không quan trọng mà, thì tiền đâu có ở bên cạnh mình đâu mà sao mà có tiền được, đúng không? Và có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cho mình cái niềm tin, cái tư duy đó là tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Anh chị comment tôi giúp Phương ạ. Nên các anh chị mình đừng có bạo biện nha. Đừng có bạo biện rằng là tiền không quan trọng nữa. Nếu mà các anh chị nói vậy á thì là mình không có bao giờ có tiền đâu ha. Và cái dấu hiệu nạn nhân số 3 nè, đó là oán trách. Oán trách là sao? Oán trách là cái điều mà nó làm cho sức khỏe của mình nó cũng không được tốt nha các anh chị nha. Cái sự oán trách á, mình mà càng oán trách là cái sức khỏe của mình càng không có tốt đâu. Khi mà mình tập trung vào cái điều gì thì cái điều đó nó được mở rộng mà. Nên khi mà các anh chị càng oán trách á, thì mình đang chú tâm vào cái gì ạ? Có phải là mình đang chú tâm vào những cái không tốt của cuộc sống không ạ? Những cái rắc rối đó, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình oán trách á, thì tiềm thức của mình á, tiềm thức của các anh chị nó sẽ thu hút cho các anh chị rất là nhiều những cái sự kiện, những cái con người đến với cuộc đời của mình để anh chị tha hồ mà oán trách luôn. Cho nên khi mà mình than thở, mình oán trách á, thì mình sẽ trở thành một cái thổi nam châm thu hút những cái rắc rối đến với cuộc đời của mình nhiều hơn thôi các anh chị ạ. Và các anh chị để ý nha, Phương nói đây là một sự thật nè. Các anh chị để ý là khi mà mình nói chuyện với cái người thành công nè, thì họ luôn chia sẻ về những cái thành công của họ. Họ kể cho mình nghe cuộc đời của họ thành công như thế này, thành công thế kia, thành công thế nọ, rất là tuyệt vời. Còn những cái người mà họ chưa có cái quả thành công về tài chính á, thì các anh chị mình nghe họ nói một cái là ta nói than từ E tới Z ha, than từ đầu buổi cho tới khi kết thúc buổi thì thôi, y chang như là họ sống bên cái lò than vậy các anh chị ha. Họ tưởng đâu là khi mà họ than á là không là có một cái ông bụt và rồi xuất hiện rồi giúp đỡ cho họ, nhưng mà họ không biết rằng là mình càng nói về những cái điều mà nó không tốt á về cuộc đời của mình á càng nhiều á, thì tiềm thức của mình tưởng đâu là mình lựa chọn cái điều đó và mình quyết định cái điều đó rồi anh chị cứ nói lặp đi lặp lại nữa thì nó sẽ trở thành sự thật thôi. Tiềm thức nó sẽ làm cái điều đó trở thành sự thật ha. Cho nên người thành công thì họ có cái thói quen ngược lại với người không thành công. Đó là người thành công họ lặp đi lặp lại những cái thành công của họ, họ lặp đi lặp lại những cái điều mà họ muốn và nó để nó trở thành sự thật. Còn cái người không thành công á, là họ lặp đi lặp lại những cái điều mà họ không có muốn trong cuộc đời của họ. Thế là những cái điều đó nó lại cứ tiếp tục được thu hút đến với cuộc đời họ. Và xong rồi họ cứ ngồi họ than, họ ngồi họ than. Đó, thì cuộc sống của họ nó cứ tiếp tục là nó không có được tốt đẹp. Vậy thì từ đây về sau các anh chị mình lựa chọn cái thói quen nào ạ? Mình có còn oán trách nữa không? Mình có còn than thở nữa không các anh chị ơi? Hay là mình tập trung vào những cái điều mà mình muốn nè, mình tập trung vào những cái thành công thôi ạ. Và các anh chị biết không? Cái năng lượng á, mà nó không có tích cực á, thì nó rất là dễ lây lan ha. Cho nên thành ra khi mà các anh chị mình đứng gần một cái người nào mà họ hay than vãn á, thì anh chị nhớ đề cao cảnh giác nha. Nếu không á, thì có những cái chuyện tào lao của cái người đó á, nó sẽ cuốn vào mình luôn, cuốn vào cuộc đời của mình luôn. Tại vì năm giác quan của mình á, mình nuôi dưỡng cái điều những cái điều không tích cực mà, thì tiềm thức của mình á, mình cũng nuôi dưỡng những cái điều không tích cực, cho nên nó tưởng đâu là các anh chị thích cái điều đó, thì tiềm thức của mình nó sẽ thu hút những cái điều đó đến với các cuộc đời của các anh chị. Cho nên là mình không có than nè, và mình cũng đừng có đứng với chung với những cái người mà hay than ha. Nếu mà anh chị đứng chung thì mình phải đề cao cảnh giác, hoặc là mình giới hạn lại đi, mình giới hạn tiếp xúc với họ đi. Vậy thì ở đây á có một cái bài tập mà Phương muốn chia sẻ cho các anh chị mình làm nha. Đó là trong 7 ngày tiếp theo Phương thử thách các anh chị mình đừng có oán than bất cứ cái điều gì. Tất nhiên là mình không có nói ra và mình cũng không có nghĩ ở trong cái đầu của mình luôn nha. Anh chị không nói và không nghĩ, không than bất cứ điều gì trong 7 ngày. Thì đây là cái bài tập.
mà các anh chị mình về nhà mình tự thử thách ha. Tại vì nếu mà mình than á thì mà mình đạt được cái kết quả thì không nói ha, mà mình than á thì mình cũng đâu có được cái gì đâu đúng không ạ. Mình than xong á thì cái kết quả nó vẫn như vậy chứ nó đâu có giảm nhẹ được cái gì đâu. À, nó chỉ có được cái là cái tâm trạng của mình á, sau khi mình than xong nó thoải mái hơn chút. Khi mà mình than với ai đó thì cái tâm trạng của mình nó thoải mái hơn được tí, à, nó dịu nhẹ cho tinh thần của mình được tí thôi, mà cái sự việc đó thì nó đâu có được giảm nhẹ phần nào đâu. Cho nên là ngoài ra mình còn thu hút càng nhiều những cái điều không tích cực đến nữa chứ. Cho nên thôi từ đây về sau mình chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình đi các anh chị ạ. À, thay vì mình tốn cái thời gian để mình than á thì cái thời gian đó các anh chị hãy để dành, à, mình xem là cái việc mà mình học được trong cái việc đó là cái gì, cái bài học gì để mà các anh chị có được một cái cuộc sống mình thay đổi, để mình có được một cái cuộc sống nó trở nên tốt hơn. Mình cần phải thay đổi cái gì, à, ở cái suy nghĩ của mình, ở cái niềm tin của mình, ở cái cảm xúc của mình về cái điều mà mình mong muốn là cái gì, và các anh chị tập trung vào cái điều mà các anh chị mong muốn để các anh chị thay đổi cuộc sống của mình ha, thay đổi cái cảm xúc của mình. Khi mà các anh chị tập trung vào cái điều mà anh chị mong muốn á thì các anh chị mới đạt được những cái điều đó. Còn anh chị mà cứ tập trung vào những cái điều mà không mong muốn á thì mình lại càng tiếp tục thu hút những cái điều không mong muốn tới thôi. Cho nên từ đây về sau á là mình đừng có than thở ha, mình không có oán trách, mình không có than thở, mình không có đổ lỗi luôn nha. Mà anh chị hãy chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của mình được không các anh chị ơi? Và có bao nhiêu trong số các anh chị mình làm được điều này thì comment tôi giúp Phương ạ. À. Yes. Ngay bây giờ cho đến về sau, anh chị hãy nói với mình rằng tôi chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của tôi. Anh chị comment câu này giúp Phương đi ạ. À. Hoặc anh chị ghi xuống cái câu này ha. Anh chị dán thật to trong phòng của mình, chỗ nào mà anh chị hay nhìn thấy á, anh chị dán cái câu này ở ngay trước mắt mình, để khi mà bên trong của mình á hay là anh chị bắt đầu mình chuẩn bị đổ lỗi hay than phiền này kia, anh chị nhìn cái câu đó là anh chị mình biết được là mình cần phải quay ngược lại bên trong của mình để mình thay đổi ha. Tại vì không có một nạn nhân nào mà thật sự giàu có đâu nha các anh chị nha, không có một nạn nhân nào mà giàu có hết nữa. Nếu mà mình đóng vai nạn nhân á thì mình sẽ trở thành một cái người không bao giờ giàu có được. Ừ, nếu mà là người giàu thì họ không có bao giờ đóng vai nạn nhân đâu các anh chị. Cho nên là anh chị sẽ là người đưa ra lựa chọn ha. Một là các anh chị nghỉ chơi với cái sự đổ lỗi, than phiền, oán trách nè, để mà mình bước chân qua cái thế giới của người thành công và giàu có. Hai là các anh chị mình vẫn giữ những cái điều đó lại, à, và anh chị chấp nhận mình là một người nạn nhân thì cuộc sống của các anh chị nó không bao giờ giàu có được đâu nha. Than gì than cũng đâu có giải quyết gì được đâu đúng không các anh chị? Cho nên thôi cứ tập trung vào cái điều mình muốn đi, quay vào bên trong của chính mình đi, mình tập trung vào cái kết quả mình muốn đi, mình vui vẻ, mình hạnh phúc, mình tiến về phía trước đi để nên mình có năng lượng. Chứ giờ mình than á thì mình lại càng không tích cực thêm mà. Cho nên thôi mình tập trung vào những cái điều tích cực ha các anh chị ha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã đồng hành cùng Phương trong cái livestream này. Nếu mà các anh chị thấy kiến thức này hay ý nghĩa thì các anh chị mình có thể giới thiệu cho thật nhiều người, ví dụ như những người bạn bè này, những người thân quen của mình nè, những người thân trong gia đình của mình nè, để họ biết đến cái kiến thức này và mình cùng nhau học tập, mình rèn luyện để mình thay đổi cái cuộc sống của mình thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc ha. Rồi, chúc cả nhà mình sẽ có một cái ngày thật là tuyệt vời ha. Cảm ơn cả nhà mình, hẹn gặp lại vào ngày mai ạ. À.